hôm nay mình làm video để giới thiệu cho các bạn về một món đồ chơi mà các bé hamster rất là yêu thích. Đó là đồ chơi bánh chải. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cụ thể từng loại bánh chải nha. Đây là các loại bánh chải ở shop nè các bạn. Bánh chải thì nó có nhiều loại. Đây là bánh chải bằng nhựa. Bằng nhựa thì nó hơi đục một tí nha các bạn. Loại này có giá là 60.000. Mở ở đây. Các bạn mở ở đây, các bạn bỏ hamster vô ha. Gà lại đó, rất là chắc chắn. Loại này thì ở shop là có màu xanh lá nè, còn màu vàng ha. Cái này thì shop chưa có ráp lại. Bạn nào mua thì cũng thể ở nhà tự ráp hoặc là shop ráp giùm luôn cũng được. Rất là dễ, chỉ cần ụp hai cái nửa hình tròn này vô là xong rồi, gài nắp lại đó. Này phù hợp cho các bé Wintergreen hoặc là Bobo ha, hamster bear, hamster gấu á, thì xài cái loại này thì hơi chật một tí. Nếu mà gấu con tầm khoảng tháng á, thì cũng ok. Tiếp theo là loại này. Loại này là loại mica. Loại mica thì chất liệu của nó ok hơn, nó trong suốt hơn, các bạn nhìn nó hamster nó rõ hơn, nó đẹp hơn. Đó, nó cũng có hai cái nắp gài hai bên ha. Loại này thì giá mắc hơn chút xíu, 65k một cái. Nó nằm trong hộp vậy nè các bạn. Đó, có hướng dẫn lắp ráp luôn nè. Loại này là hình tròn 12cm. Để mình coi trong đây có màu gì ha. Trong đây có màu trắng hồng thì các bạn rất là dễ thương luôn. Đó, nó được bọc rất là kỹ, không có sợ bị trầy. Loại này có giá là 65.000 nha các bạn. Giới thiệu với các bạn đây là loại bánh chải to nhất và đẹp nhất ở shop. Đó, nó có chất liệu là bằng mica luôn ha các bạn. Trong suốt rất là đẹp. Đó, ngoài ra nó còn có cái giá để bằng inox nè. Thấy không? Các bạn khi nào mà không sử dụng nữa thì để như vậy rất là gọn, không sợ bị nó lăn. Đó, để như vậy rất là gọn, không sợ nó bị lăn, rớt nó bể. Còn mấy loại này là mình phải lấy cái chén ăn của hamster mình để sẵn nè. Chúng ta nó lăn nó rớt đất nó bể. Bể hoặc nó trầy. Không có đẹp. Đó. Loại này thì có nhiều công dụng hơn những cái loại bánh chải mà mình vừa giới thiệu, là nó vừa là bánh chải ha. Lấy cái giá này ra. Mở cái này ra. Đó. Mở cái này ra thì các bạn là sử dụng như cái trái bánh chải bình thường nha. Đó, cái chỗ này là cái chỗ bỏ nó vô nè. Đó. To bự phù hợp cho các bé hamster bear luôn, hamster gấu đó các bạn. Thí dụ mình không sử dụng như là một cái bánh chải thì mình có sử dụng là như là một cái queo chải với các bạn. Mở ra xong để như vậy đó nè, thấy không? Đó, các bé hamster có thể để vô chuồng cho các bé hamster chui vô đây nè, để các bé tự chạy như cái queo chạy bình thường thôi, đúng không? Đó, đó, hoặc là mình để giày, hoặc là mình có thể cái chỗ này là cái chỗ móc nè các bạn. Đó, cái chuồng sắt, các bạn muốn làm cho nó gọn thì các bạn móc cái này lên chuồng sắt. Bây giờ mình sẽ bỏ bé hamster vào đây cho nó chạy thử cho các bạn xem ha. Đây là bé hamster dặn tranh mặt của shop ha. Đó, bây giờ mình sẽ cho nó vô đây, nó chạy tập thể dục giảm cân luôn. Nắp lại.
dặn dặn thay chiều cái đồng hồ là nó chắc rồi, nó không có bị xúc. Rồi chạy đi con. Tại bên chạy thì các bạn có thể cho bé chạy thoải mái ở trong nhà mình mà không sợ các bé bị chó mèo ở nhà dồ ha. Đó, và mình cũng có thể dễ dàng tìm kiếm tụi nó nữa, chứ tụi nó nhỏ quá các bạn, mà thả nó ở vòng vòng trong nhà mà không có trái banh là nó chạy mất luôn, bạn không biết đường kiếm luôn á. Chạy một chút mọi người. Nè đó, sợ không? Thôi nó sợ. Bé hamster nó chạy theo mình nè các bạn, thương quá. Sa ơi. Trời ơi. Trời ơi, con hamster nhỏ xíu mà đang sống cũng sợ nữa ta. Sủa em hamster.